bố nhìn một cái đồng hồ đấy. Rồi, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Rồi, hôm nay thử đeo cái tai nghe này livestream. Mọi người có nghe rõ không ạ? Mọi người có thấy đeo cái tai nghe này nói có đủ tiếng nghe không ạ? Ai comment là một cái để còn một cái để biết rằng cái âm lượng nói vừa phải nó đủ nghe thôi, nói to thì tốn tốn sức lắm. Nếu mà đủ nghe rồi, rồi ok, xin chào Hùng Trần, rất cảm ơn, nói đã confirm đã rõ rồi, ok. Rất cảm ơn mọi người, lâu lâu cũng không livestream được với mọi người, không phải là vì là không có đề tài để nói, hay là không phải là vì một cái chuyện nọ trên kia, mà cái quan trọng ấy, nhà tôi nó không có điều kiện, và tôi chỉ làm sao mà mình ngồi vào cái buổi thứ sáu, tôi sẽ chọn cái buổi tối thứ sáu thì hoặc là buổi tối thứ bảy, bởi vì là thứ sáu thì các con nó học xong một tuần thì đến chủ nhật thì nó sẽ phải là học của bài của ngày thứ hai, cho nên tôi sẽ cố gắng tranh thủ làm những cái live stream nói về những các vấn đề xã hội, hay là trao đổi với tất cả các anh chị em về những cái vấn đề xã hội thời sự nóng bỏng nó xảy ra hàng ngày, nhưng mà tôi cố gắng tôi sẽ chọn cái nào nó gọi là mang cái tính chủ đạo nhất trong cái tuần đó thì tôi nói vào những cái buổi tối thứ sáu hoặc là tối thứ bảy đấy, trừ trường hợp nó xảy ra một cái gì nóng quá thì tôi mới nói thôi. Thế thì bởi vì cái chuyện này trong nhà thì nhà tôi thì nó cũng không có điều kiện lắm, mà các cháu thì học, nếu như tôi mà nói live stream nhiều ấy thì các cháu nó không học được đấy, là cái lý do mà nói cho mọi người biết đấy. Vâng, chứ còn ngày hôm nay thì tôi muốn nói một chút về cái như cái tôi đánh ở tag ở trên cái tiêu đề ấy. Tức là tôi muốn nói về giới trẻ, tôi muốn nói về chính trị, giới trẻ liên quan đến chính trị, và muốn nói về cái chuyện bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm xã hội, và cái cuối cùng là liên quan đến một cái vấn đề rất là quan trọng là cái dự thảo luật an ninh mạng mà người ta đang bàn luận rất là nhiều ở trong cái kỳ họp quốc hội lần này, và người ta định thông qua cái luật an ninh mạng này, thì tôi muốn nói với các bạn về những ý đó. Thì nếu mà tí nữa tôi nói mà đến cái đoạn nào mà quên thì mọi người nhắc một cái thì để tôi, thì đấy chỉ có hai cái đầu tiên ấy, tại sao tôi lại chọn cái lựa chọn cái tiêu đề là giới trẻ và liên quan đến chính trị, bởi vì nó cũng liên quan đến một cái trong cái phiên họp quốc hội gần đây, tôi đọc hôm qua hôm kia thì phải, có một ông đại biểu quốc hội ở trong một cái tỉnh ở miền Nam, ông có đưa ra, ông ấy phát biểu trước diễn đàn quốc hội, ông nói rằng là có bốn cái nguy cơ, theo ông ấy đưa ra có bốn nguy cơ, thì ba cái nguy cơ đầu tôi không cần quan tâm lắm, các bạn có thể đọc, nhưng cái nguy cơ thứ tư ông ấy có nói rằng là giới trẻ thờ ơ với chính trị, và đó là một cái điều tiềm ẩn nguy cơ rất là lớn đối với ta. Đấy là cái lời của ông đại biểu quốc hội hay là ông nghị sĩ, nếu tùy các bạn dùng từ. Thế thì tôi đọc đến đó thì tôi rất là buồn cười, tôi buồn cười, và đó là một lý do tôi chọn. Và tất nhiên là từ cái chuyện mà hôm các bạn biết là cái vụ xử sinh viên, cậu sinh viên Phan Kim Khánh ở trên Thái Nguyên, quê ở Vĩnh Phúc, ở Phú Thọ hay là Vĩnh Phúc thì đó, nhưng mà đại học ở Thái Nguyên, cho nên người ta đem xử cậu ấy ở trên thành phố Thái Nguyên, trên tòa án thành phố Thái Nguyên. Thì đó là một cái tôi muốn đưa ra kết nối giữa hai cái sự kiện đó vào một cái đề tài nhỏ trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, về cái chuyện là giữa người trẻ, mối liên hệ giữa người trẻ và sự quan tâm về chính trị của những người trẻ thì nó như làm sao, và tại sao nó lại dẫn đến cái hệ lụy, cái mà trở thành một nguy cơ thứ tư theo trong những bài phát biểu của một ông nghị sĩ quốc hội trên diễn đàn quốc hội trong kỳ họp lần này đang diễn ra ở tại Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Thì các bạn cũng biết rằng là năm 2014 đúng không ạ, 14 hay 15, 15 chứ ạ, đúng không, 15, thì xảy ra cái chuyện là gọi là Umbrella Movement, hay là cái phong trào dù vàng hay là phong trào ô vàng ở Hồng Kông, mà có đến cả triệu người xuống đường, thậm chí chúng ta rất là hoành tráng, người ta cũng cái cuộc xuống đường đó rất là rầm rộ, quy mô và rất là quy củ bài bản, bao quy tụ rất là nhiều cái tầng lớp lứa tuổi khác nhau, và đặc biệt nổi lên là cái gương mặt của bạn Wong Chi Phong, đúng không, Hoàng Chí Phong, đúng không, tiếng Anh đó là Wong Chi Phong. Thế rồi những cái bạn khác là bạn Leslie Lam, bạn Nathan Law, những cái bạn là sinh viên hơn, lớn tuổi hơn Hoàng Chí Phong một chút. Hoàng Chí Phong vừa mới hình như là vừa mới sinh nhật sang tuổi 18 thôi. Thì
chúng ta những người Việt Nam này, rất là nhiều người trong cái phong trào Dù Vàng năm 2015 đó, chúng ta cái nguồn cảm hứng của cái cách mạng, cái cuộc xuống đường, chúng ta chưa gọi, không gọi, bởi vì tôi không muốn dùng từ cách mạng, bởi vì ngay những người bạn sinh viên và những nhà hoạt động, những người đi xuống đường biểu tình ở Hồng Kông, người ta không muốn gọi đó là một cuộc cách mạng, không phải là revolution, mà người ta chỉ gọi là movement. Cho nên là tôi sẽ không gọi đó là cuộc cách mạng, mà tôi gọi là một cái phong trào, một phong trào xuống đường của họ theo như đúng ý họ muốn. Thì cái thông tin đó tôi theo dõi rất sát sao, và nhiều bạn ở trên Facebook chúng ta cũng đã biết cái thông tin đó, và chúng ta theo dõi cái tinh thần của cái cuộc xuống đường, gọi là sau này nó xuất phát ra cái ô để chắn cái hơi cay ấy, thì chúng ta gọi là umbrella movement, một cuộc xuống đường cách mạng ô, hay là một cái cách mạng phong trào ô màu vàng để đòi dân chủ, đòi cái quyền tự quyết, đòi cái quyền tự do bầu cử trước cái sự can thiệp của phía nhà nước trung ương ở Bắc Kinh. Người ta muốn can thiệp vào cái cuộc bầu cử ở Hồng Kông vừa rồi. Đấy thì chúng ta được lấy cảm hứng, nhiều người được tăng cảm hứng vì cái hoạt động đó của bên phía Hồng Kông cách không xa chúng ta. Và nhiều người vẫn cứ nói rằng giá như Việt Nam, ôi bao giờ Việt Nam có một Hoàng Chi Phong, có một vị thủ lĩnh trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết và tài ba như vậy, thì chúng ta chỉ biết ao ước. Nhưng mà tôi đọc những cái đó từ ngay 2015, tôi cười cho những cái lời bình của các bạn đó. Các bạn phải hiểu rằng tôi, cá nhân tôi biết Hoàng Chi Phong từ khi cậu ấy mới có 14-15 tuổi, từ năm 12-13, khi một cái bản tin rất là ngắn, bởi vì các bạn không quan tâm đến những cái đề tài chính trị và không theo dõi những cái sự kiện chính trị nó xảy ra ở các nước xung quanh hoặc là trên thế giới, nên các bạn không để ý thôi. Chứ còn cá nhân tôi biết cậu ấy từ lúc con cậu còn đang là học sinh và có 14 hoặc 15 tuổi, tức là nó tương đương với lại lớp 8 Việt Nam mình bây giờ thôi, nó chỉ khoảng như vậy thôi. Và lúc đó cậu đó rủ các bạn của mình phản đối một cái lý do mà họ xuống. Cái cuộc đấy thì nó rất là nhỏ, nó chỉ xảy ra trong một hôm thôi, như mình gọi là biểu tình trong một hôm thôi, một hay hai hôm thôi, nó không trở thành một cái phong trào, không thành một cái phong trào lớn mạnh như là cái cuộc Dù Vàng umbrella movement của năm 2015 cả. Nhưng mà tôi đã chú ý đến nhân vật đó rồi, bởi vì tôi theo dõi những cái phỏng vấn của nó, và cậu ấy trả lời những cái cách thức và cái lý do, thì tôi thấy rất là khâm phục một cái người trẻ tuổi mười mấy tuổi, và nó gây ấn tượng cho tôi, và tôi nhớ cậu đấy. Thì đến khi năm 15 cậu ấy thêm được mấy tuổi nữa thì cậu ấy trưởng thành rất là nhiều. Thì cái năm trước ấy, năm lúc con cậu ấy là học sinh ấy, thì lý do là bởi vì họ muốn sửa cái sách giáo khoa ở Hồng Kông, và cậu ấy đã tập hợp những người bạn của cậu ấy, và tất nhiên nó theo cái hội nhóm của cậu ấy, và họ xuống đường, họ phản đối cái chuyện đó, họ kéo lên và họ phản đối để họ bày tỏ cái quan điểm của họ lấy tư cách là những người học sinh, những người học sinh cấp 2 nha, những người học sinh cấp 2, và bày tỏ phản đối cái chuyện mà nhà cầm quyền Bắc Kinh người ta muốn sửa đổi cái textbook hay là cái sách giáo khoa ở Hồng Kông. Đấy là cái lý do mà tôi nhớ cậu ấy là như thế. Quay trở lại năm 2005, thời điểm chúng ta cứ ao ước rằng giá như, chúng ta cứ dùng từ giá như, có một vị thủ lĩnh trẻ tuổi như Hoàng Chi Phong. Nhưng các bạn nhầm, các bạn rất nhầm. Để được có một Hoàng Chi Phong của năm 2015 và cho đến bây giờ, các bạn phải hiểu nó có những nền tảng, nó có những bước đi của nó như thế nào, chứ không phải bật ra một cái là tự dưng là nứt đá ra như một ông Tôn Ngộ Không với tài Tề Thiên Đại Thánh, hay là một cái ông tiên ông Phật nào đó ban phép một cái xuống là từ một con người bình thường bật lên trở thành một con người như thế. Các bạn hơi nhầm. Bạn Hoàng Chi Phong, để có một Hoàng Chi Phong ngày hôm nay, bạn ấy đã được sự đào tạo huấn luyện, bạn đấy và các bạn của bạn đấy, tức là trong cái tổ chức của bạn ấy nha, đã được đào tạo huấn luyện trợ giúp rất nhiều từ các giáo sư của trường đại học, là ông Benitai và các đồng nghiệp của ông ấy nữa. Ông Benitai cũng là một thủ lĩnh dân chủ, là ở dưới góc độ là trí thức, tức là thủ lĩnh của cái nhóm trí thức. Họ có một cái tên đấy, nhưng mà tôi không nhớ, không ghi ra đây, tôi không nhớ cái tên cái tổ chức của ông Benitai thôi. Ông đấy là giáo sư ở trường đại học của Hồng Kông, và ông đấy cũng là một thủ lĩnh tham gia vào cái phong trào Dù Vàng xuống đường năm 2015. Ngoài đó thì là có cái liên minh của sinh viên của bạn Leslie Nathan Law nữa, và họ kết hợp với nhau rất là nhiều. Cái ông Benitai cũng như là cái tổ chức của ông ấy đã giúp bạn Hoàng Chi Phong từ lúc con hoại còn sinh viên kia, người ta bảo ban chỉ dẫn và người ta đào tạo training, đào tạo cho Hoàng Chi Phong và các bạn trong tổ chức của Hoàng Chi Phong rất là nhiều trước đó. Và trong cái cuộc dù năm xuống đường năm 2015,
còn có một cái nhân vật nữa, các bạn không biết các bạn có để ý không, đó là một ông tỷ phú. Cái ông tỷ phú rất là béo mà ông ấy cũng bị nhà ông ấy sau đó, cái năm 2015 ấy, các bạn nếu theo dõi tin tôi đăng đấy, là ông ấy bị bọn gọi là côn đồ, cảnh sát cùng với côn đồ nó backup đằng sau, nó đến cũng là gây sự ném các thứ vào nhà ông ấy, ông nhà ông tỷ phú đấy, tôi tự dưng quên tên ông ấy rồi. Thì ông đấy là chùm tỷ phú về bất động sản và báo chí thì phải, báo chí nữa thì phải. Và tức là gì, người ta chi về tiền. Những cái bạn trẻ như Hoàng Chí Phong, như Nathan Law, như Leslie Sum, là người ta được cái sự hỗ trợ rất nhiều từ tri thức, đào tạo, chỉ dẫn, bảo ban, dạy dỗ từ những người lớn tuổi trước và có uy tín trong xã hội, là những cái vị giáo sư các trường đại học, mà họ hoạt động theo tổ chức chứ không phải chỉ cá nhân một giáo sư đâu, mà cả một cái tổ chức của các cái vị tri thức lớn tuổi hơn, người lớn tuổi hơn, người ta backup đằng sau, người ta hỗ trợ rất nhiều tất cả mọi phương diện để cho cái tầng lớp trẻ, và họ đưa tầng lớp trẻ ra tuyến đầu, chứ còn thực ra đằng sau họ rất là nhiều những cái lớp khác nhau đấy. Và người ta được nhận được sự hỗ trợ về kinh phí, về tài chính từ một ông tỷ phú Hồng Kông, tỷ phú Hồng Kông, để nó mới xuống đường được như vậy, chứ không phải tự dưng mà ào ào xuống đường một cách nó có bài bản, có tổ chức và có những cái chiến lược để đối phó với lại cái sự đàn áp của cảnh sát Hồng Kông như thế đâu. Các bạn hơi nhầm đấy, các bạn hơi nhầm đấy. Chứ các bạn đừng nói câu a ước gì, các bạn đừng nói câu ước gì. Muốn có một cái chuyện xảy ra, nó đòi hỏi xây dựng rất nhiều từ những cái căn bản, những cái âm thầm từ trước rất nhiều. Và khi nó như hạt giống ấy, như hạt cây ấy, ươm nó xuống đất, phải chọn được cái đất nó tốt, phải đủ điều kiện về độ ẩm, về nước thì nó mới mọc lên thành cái cây được. Chứ các bạn đừng có nghĩ rằng không giống như là người ta là lôi chặt cây trên rừng nó mang về nhà trồng giả, cây cổ thụ giả trước cái vườn của những cái đại gia trọc phú của Việt Nam đâu. Không bao giờ có những cái cả. Với những cái cây đó nó không có sức sống, các bạn ạ. Đấy. Và quay trở lại Việt Nam, liên hệ đến cái bạn, các bạn ví dụ gần đây những sinh viên trẻ Việt Nam bị bắt, ví dụ như Phan Kim Khánh, điển hình là Phan Kim Khánh và bạn Phúc ở trong miền Nam. Tôi tự đặt trường hợp bạn Khánh, tôi và bạn Phúc, tôi không hề có biết các bạn ấy, thông tin các bạn một chút nào, cũng như chưa từng có một mối liên hệ nào cho đến thời điểm các bạn ấy bị bắt. Tức là khi các bạn ấy đọc được tin các bạn ấy bắt thì tôi mới biết các bạn đấy là ai, chứ tôi trước đó tôi không hề biết các bạn ấy ai. Và cái điều đó tôi cảm thấy rất là mừng. Tôi mừng vì có những người trẻ, và tôi không biết như vậy mà họ có những cái sự can đảm, họ có những cái tích lũy cái tri thức riêng theo cái cách, bởi theo cái thế hệ của các bạn này. Ít nhất tôi cũng nói rằng các bạn đấy kém tôi một thế hệ. Tôi không dám xưng là chú hay là bác gì với các bạn đấy, mặc dù tôi có quyền nói câu đó. Nhưng tôi gọi các bạn ấy là bạn, và tôi cũng là bạn của các bạn đó, bởi vì chúng ta không nên xét nhau về tuổi tác, chúng ta xét nhau về tư cách con người và những cái gì cống hiến được cho xã hội, chứ không phải chỉ cho riêng bản thân mình. Thì tôi xét con người trên góc độ đó, cho nên là tôi rất là khâm phục, tôi là rất là khâm phục, mà không phải lời nói đãi bôi. Tôi là một con người rất tiết kiệm lời khen, chứ không phải là khen bừa để khen cho được lòng người khác. Mà tôi ở đây tôi thực sự tôi rất cảm ơn những bạn như bạn Phúc, những bạn như bạn Phan Kim Khánh, những người đã bị bắt và đang nằm trong tù, và những bạn như bạn Trương Thị Hà, bạn sinh viên luật, những cái bạn như thế, tôi rất là cảm phục. Bởi vì những cái tình cảm, những cái suy nghĩ của các bạn vào cái lứa tuổi đôi mươi, 20 cho đến 22, lúc ân đấy, tôi quay trở lại, tôi mấy đêm vừa rồi tôi từ lúc xử bạn Khánh, tôi không đau buồn gì nữa. Tôi không đau khổ theo cái kiểu các bạn mà tôi đã từng biết và hiện đang nằm trong tù nữa. Tôi không phải đau theo cái kiểu ấy nữa. Mà tôi suy nghĩ về cái chiều hướng tích cực hơn. Và tôi cảm thấy rất là vui. Cái vui là bởi vì có những cái người tiếp bước và người ta có cái đủ một cái bản lĩnh. Tôi nhận ra trong họ có những cái bản lĩnh. Bản lĩnh của những người đấu tranh. Rất nhiều người đấu tranh nhưng chưa chắc đã có những người có bản lĩnh đâu nha các bạn. Nên tôi thấy nhìn thấy được ở trong các bạn đó, mặc dù tôi chưa hề gặp mặt các bạn ấy, nhưng tôi cảm nhận được cái bản lĩnh, cái sự hiểu biết của các bạn đấy và cái niềm khát vọng ở trong các bạn đấy. Cái điều đó nó rất quan trọng. Tôi được gặp bố của Phan Kim Khánh, anh Phan Văn Dũng, trong cái đám cưới của bạn Trịnh Bá Phương cách đây khoảng độ hơn tháng. Thì tôi biết rằng anh đấy nhà gia đình trên đó rất là nghèo, mái tranh chứ không phải là nhà xây. Thì tôi biết. Và tôi cũng là một con người sinh ra và lớn lên, trước khi tôi trưởng thành thì tôi là ở nông thôn. Nhưng tôi hiểu ở nông thôn nó có những cái tâm lý, những cái đặc thù riêng mà các bạn ở thành phố, tôi nói thật các bạn không hiểu nổi.
Các bạn không hiểu nổi. Cho nên tại sao hôm đấy tôi gặp, đầu tiên là tôi ngồi tôi nói chuyện với anh ấy để tôi hỏi. Và tôi giới thiệu, tất nhiên anh ấy biết tôi, và tôi cũng khi mà biết là anh ấy là bố của Khánh thì tôi cũng nói với tư cách là một người gần trang lứa với anh ấy, với tư cách là dưới góc độ phụ huynh ấy, để động viên anh ấy và gia đình. Bởi vì những cái người hoạt động, ngay cả không cứ gì các bạn trẻ, mà ngay cả những người như tôi hoặc lớn tuổi hơn tôi, thì cũng vẫn cần cái sự đó, vẫn cần cái sự gọi là thông cảm, là cái hậu phương cho mình để mình chiến đấu. Khi mà có điểm tựa đằng sau lưng, mình biết cái điểm tựa, kể cả điểm tựa vô hình, nó quan trọng các bạn. Nó người chiến sĩ bước chân ra trận, tôi gọi những người đấu tranh để giành lại những cái quyền căn bản của con người, đó là bước vào chân vào một cuộc chiến vô hình, và một cuộc chiến rất lâu dài và gian khổ, đòi hỏi cái sự nỗ lực rất là nhiều trên nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải là chỉ sức mạnh, không phải là cầm súng ra hay cầm dao ra mà bắn chết nhau. Nó đòi hỏi cái bộ não, suy nghĩ trong bộ não và cái hành động, chứ nó không phải là những cái hành động mà bóp cò súng hay là xuống tay để chém chết một ai đó, nó không phải như thế. Nó đòi hỏi lẫn nhau nhiều, cái sự hy sinh của các bạn sẽ rất là nhiều. À, cho nên là khi mà tôi nói chuyện với anh Dũng đó, thì tôi động viên, đầu tiên là tôi động viên và tôi nói thẳng là tôi rất phục bạn Khánh nha, tôi rất cảm phục bạn ý, và gia đình cũng đừng nên có một cái điều gì mà lo lắng cho bạn ấy quá. Tất nhiên một cái bạn dạ một cái vừa ở cái vùng quê xa như thế mà gặp một cái chuyện như thế nó rất là kinh khủng. Các bạn phải hiểu rằng người ở quê càng ở vùng xa ở thành phố, cái áp lực dư luận ở làng quê nó kinh khủng khiếp như thế nào mà các bạn không sinh ra và lớn lên các bạn không bao giờ hiểu nổi. Không bao giờ hiểu nổi. Nha, các bạn phải thế. Chúng ta muốn đi được cùng nhau trên một cái con đường hành trình dài, cái điều tối thiểu của chúng ta phải hiểu nhau, hiểu cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của nhau. Nếu không hiểu, các bạn sẽ áp đặt cái nhận định của mình vào người khác, với những lứa tuổi khác, với những cái quan hệ khác, với những cái đặc điểm khác, thì chúng ta suốt ngày trở thành cãi nhau. Nhưng các bạn phải đặt mình vào trong những điều mà nếu chưa biết thì các bạn phải tìm hiểu, các bạn phải nghe thì các bạn mới hiểu được. Và tôi hiểu cái mà áp lực mà gia đình anh Dung đang chịu đựng sau khi cậu Phan Kim Khánh bắt là gì, là cái chuyện về tinh thần người ta nha, các bạn biết nha. Ở quê cái áp lực nói là một thằng phản động nó kinh khủng khiếp lắm các bạn, nó kinh khủng khiếp lắm. Người ta làm gì có nhiều người có cái tư tưởng tiến bộ hay là có được tiếp cận cái thông tin như là những người ở thành phố hay là những người sử dụng mạng xã hội đã lâu, chứ không phải là ngờ với 1-2 năm hoặc là một vài tháng ngơ ngơ không biết cái gì. Người ta không thể nào mà tưởng tượng ra nổi với những cái gọi là chiến dịch bôi nhọ, dùng người ta dùng truyền thông từ đài báo TV ở dân quê, người ta chỉ xem TV là chính thôi các bạn ạ. Các bạn đừng quá nghĩ rằng là nhiều người biết Facebook đâu. Tất nhiên có những vùng quê có khá giả và bây giờ người ta đã có smartphone và người ta đã dần dần người ta di cái số đấy tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng đặt mừng chúng ta cũng đừng quá ảo tưởng quá, mọi cái gì nó nhìn vào thực tế một cách thực tế. Tôi nhìn thấy cái nhà của anh Dung thì tôi nghĩ rằng cái vùng quê đấy rất nghèo, cái vùng quê đấy rất nghèo. Và tôi đọc cái bức thư mà bạn đấy viết để xin cái học bổng gì đấy thì tôi biết rằng bạn quê bạn ấy rất nghèo. Nghèo nó giống như cái quê của tôi ngày xưa cách đây mấy chục năm, trước năm 90 ấy, nó không khác gì cả. Nó không khác gì cả. Vậy thì lúc đó người ta đâu có được tiếp cận thông tin gì cả. Cho nên là nếu như cậu Khánh mà bị ấy, thì chúng ta cần, gia đình họ đang cần cái sự động viên để họ an tâm đã. Người ta phải bình tĩnh, con người ta phải muốn làm gì phải bình tĩnh. Không bình tĩnh không làm được cái việc gì cả. Rơi vào hoàn cảnh nào mà mất bình tĩnh là lost control, lose control là hỏng, là không kiểm soát được mình là hỏng. Chứ còn khi mà kiểm soát được cái trong cái tâm mình ấy, trong cái gia đình, trong cái tình hình mà nó kiểm soát được ấy, thì khó khăn nào chúng ta cũng sẵn sàng đối mặt và chúng ta cười, chẳng có vấn đề gì cả. Và cái điều đó, nếu như gia đình bạn Khánh không bị những áp lực và vượt qua được áp lực, chứ không phải là không bị mà là vượt qua được những cái áp lực, thì bạn Khánh, bạn ấy ngồi trong kia 6 năm người ta kết án loại 6 năm tù, bạn ấy sẽ yên tâm hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vậy thì tôi nói dài dòng như thế, tôi quay trở lại cái việc mà Hoàng Chi Phong ở Hồng Kông. Chúng ta đừng ao ước, chúng ta hãy là những cái phụ huynh của như anh Dũng. Tôi thử hỏi quý vị, các bạn, các anh, các chị tầm tuổi tôi trở lên là có con, có con rồi, con chúng ta lớn, thậm chí là lên ông lên bà đấy, chứ không phải ít đâu, ông bà ngoại đấy, chứ không phải ít đâu. Các anh các chị có dám để cho con mình bước dưa mà con đường gian khổ như này không? Và nếu như các cháu các em nó bạn bước chân vào như thế, các anh các chị có sẵn sàng để đứng cạnh chúng nó hay không? Hay các anh các chị chửi chúng nó là những cái đồ ngu? Tôi thử đặt câu hỏi cho tôi. Nếu như các bạn, các anh các chị biết mở mồm ra ao ước rằng
có một Hoàng Chi Phong thì tôi xin lỗi mấy các bạn Việt Nam, không thiếu gì Hoàng Chi Phong. Chỉ có cái là trong cái xã hội này, cái điều kiện này, hạt giống đấy nó bị đầy đọa, nó bị trầm đi các bạn. Thậm chí bố mẹ còn đổ nước sôi vào cái hạt giống không cho nó mọc lên mà thôi, chứ không phải là thiếu. Tôi xin thưa mấy các bạn là như thế. Các anh chị đừng bao giờ nói câu là giá như cái gì cả, đừng ao ước. Mà cái hạt mầm nó ở Việt Nam này nó có đầy các bạn ạ, chứ không phải là không. Đặt thử trường hợp các anh các chị là bố mẹ của cậu Phan Kim Khánh, các anh các chị sẽ ứng xử như thế nào? Các anh sẽ hợp tác với an ninh và để đẩy con mình và chỉ muốn rằng nó ra nhanh chóng ra khỏi nhà tù đấy. Và các anh các chị sẽ nhắm mắt ký vào tất cả một cái gì mồi, văn bản mồi của lực lượng an ninh, đúng không? Đúng không ạ? Tôi đọc vị được các đại đa số các anh các chị là như thế. Mấy người dám bước chân cùng sát cánh cùng con trai mình, cùng con cái mình để đòi những cái mà các bạn theo như cái quan điểm của người Việt Nam sống tục dựng chỉ biết đồng tiền thì là nó xa vời quá, đúng không ạ? Nó xa vời quá, đúng không? Các bạn, các xin thưa với các quý phụ huynh Việt Nam đầy bạn như Hoàng Chi Phong, chỉ có cái là chúng ta không hỗ trợ họ mà thôi. Chúng ta không hỗ trợ họ, thậm chí chúng ta còn đè bẹp họ, các bạn còn đập vỡ cái hạt giống ấy đi thì làm sao mà mọc ra một cái cây như Hoàng Chi Phong như bây giờ được ạ? Tôi cần cái sự ủng hộ của các anh các chị với tư cách là phụ huynh, bởi vì tôi biết lớp trẻ nó sẽ khát khao những cái điều đó. Chúng tôi sẵn sàng có thể ngã xuống, có thể già, bây giờ yếu rồi, có thể những các tôi sẽ sẵn sàng bắt cắp mọi cái có thể cho những người lứa tuổi đôi mươi, bởi vì họ sẽ có tương lai. Còn những thằng 70 mấy tuổi bây giờ ấy, cầm chim không đái nổi ra thành dòng, những bọn đấy không có tương lai, làm sao mà có tương lai được? Dù cho đó quyền lực trong tay bao nhiêu chăng nữa, những kẻ đó sẽ chết trong nay mai, làm sao mà sống nổi ạ? Cho nên tôi cần những, chúng ta phải hỗ trợ những cái bạn trẻ như bạn Phan Kim Khánh và bạn Trương Thị Hà. Xin thưa mấy các bạn, hôm nọ tôi đọc cái bài thơ thì đúng hơn chứ không phải lá thư. À rồi, lá thư trước rồi bài thơ sau của bạn Trương Thị Hà, cũng một người trong lứa tuổi 20, sinh viên luật đã ra trường, và bạn đấy đang từ ngoài Bắc này vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, tự lập nghiệp một mình, và bạn ấy viết cái thư tỏ tình cho bạn Phan Kim Khánh sau khi nghe tin bạn Khánh bị nhà cầm quyền tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Thì các bạn đọc bức thư của bạn Khánh, bạn Hà chỉ gửi cho bạn Khánh và ngỏ, cô ấy gõ lời yêu đương rằng nếu anh cứ ở trong tù, nếu như sau này khi anh ra khỏi tù mà anh chưa có người yêu, em sẵn sàng là nhận làm người yêu của anh có đồng ý hay không. Cái bài bức thư bạn Hà, bạn ấy viết cái trong trẻo lắm, cái ngôn từ trong trẻo và đầy những cái yêu thương của cái giới trẻ, và tôi đọc tôi rất là cảm động. Xã hội này có mấy người được như các bạn, như bạn Khánh và bạn Hà, hay là những người ta chỉ biết những cái bạn trẻ đôi mươi, người ta các bạn nhìn thấy đó, nó diễn ra ngay luôn sau cái phiên tòa của bạn Phan Kim Khánh ấy, là người ta đi hôn hít hôn đít ghế của những cái diễn viên Hàn Quốc, người ta bước tranh nhau xô đẩy để gặp một thần tượng gào rú lên, rồi hôn những cái ghế ngồi người ta vừa ngồi xuống, có nhục không, nhục nhã không? Có nhục nhã không? Đố mẹ đẻ con ra để con đi hôn vào cái đít của những kẻ ngoại bang, nó đặt đít xuống sân bay mình, nó ngồi đấy để rồi ngất khóc ngất đi. Các bạn có thấy nhục nhã không? Chúng ta có thấy nhục không? Nhục thay cho cả một cái dân tộc của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì tại sao? Tại sao những bạn Phan Kim Khánh, những người nói về đa nguyên đa đảng, nói về bầu cử tự do, nói về tự do báo chí, đó là những cái lời kết tội của ta mà tôi đọc được ở trong cái tút của anh Hà Huy Sơn, anh luật sư Hoài Sơn, là cái người loại luật sư bảo vệ của bạn Phan Thiếm tại tòa án Thái Nguyên. Người ta kết tội bạn đấy đã 6 năm tù để cho một cậu sinh viên với hiểu biết rất là nhiều như vậy, mà chỉ vì cậu ấy nói về đa nguyên. Đa nguyên là gì? Mỗi người nghĩ một cách khác nhau, tại sao lại bắt chúng tôi nghĩ ra một hướng giống cậu không? Đúng không ạ? Con người ấy mà, vợ với chồng chắc gì đã nghĩ giống nhau, anh với em, bố với con đẻ ra nhau đấy, chắc gì đã nghĩ giống nhau, đúng không ạ? Thì đa nguyên nó là cái lẽ bình thường chứ. Tại sao lại ngăn cấm? Đa đảng cái điều gì, cái điều gì mà nguy hiểm, gây nguy hiểm? Hay là chỉ có một cái bọn nào đó, một cái thiểu số rất ít nào đó, nó quyết tâm đạp cái dân tộc này xuống bùn đen để chúng nó chỉ hưởng tất cả những cái gì đó thì nó mới sợ cái đa đảng? Thử nhìn ra các nước xung quanh mình thôi, xem có nước nào không đa đảng hay không. Những cái nước mà bây giờ sắp hàng đi hàng đoàn hàng lũ để chỉ sang làm cu li, sang làm nô lệ tình dục cho người ta, người ta cũng đa nguyên đa đảng hết đấy chứ. Có nước nào độc đảng như Việt Nam không? Hả? Mà tại sao lại khi kết tội vào một cậu 20 tuổi, hơn 20 tuổi nói về cái chuyện đa nguyên đa đảng? Thế bầu cử tự do, tôi thử hỏi công các bà, công bà có muốn bầu cử tự do hay không? Hả? Hay là theo cái chế độ, cứ theo cái chế độ đảng cử dân bầu này, không biết cái thằng được bầu nó là mồm nó ngang hay mồm nó dọc,
cái con được bầu ấy là mắt nó tròn hay mắt nó vuông, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế vậy thì cậu ấy nói như thế, các bạn có muốn tự do báo chí không, hay là các bạn chỉ muốn che cái mắt này và chỉ nhìn ra cái gì người ta dí mắt trước bạn, trước cái ống nhòm ở trước mặt các bạn thôi thì các bạn mới biết thôi, còn đằng sau các bạn không cần biết gì cả. Các bạn có muốn tự do báo chí không? Thế tại sao cậu Phan Kim Thánh cậu nói về những cái điều như vậy mà lại kết tội cậu ấy 6 năm tù? Vậy thì có phải những cái kẻ đã kết tội cậu ấy và đưa cậu ấy vào tù là những kẻ phản động, đúng không? Hại dân, hại nước, đúng không ạ? Chứ làm sao cậu có làm hại gì đâu đâu. Và có một điều tôi không phục cậu ấy Phan Kim Thánh, qua cái tốt của anh là Hải Huy Sơn ấy, thì cậu ấy nói là cậu ấy thừa nhận cái điều đó. Và cái điều đó tức là gì? Cái niềm tin rất trong cậu ấy, tôi đọc cái vậy tôi hiểu rằng là tại phiên tòa Phan Kim Khánh thừa nhận đó là hành động của cậu ấy, cậu không chối bỏ gì hết. Có nghĩa là cái niềm tin của trong cậu ấy rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Con người phải mạnh mẽ, phải tin vào cái niềm tin đó như thế nào người ta mới dám như thế nha. Tôi xin nói với các bạn, không cứ gì các bạn trẻ đâu, cả đây những người lớn tuổi mà dám ra đấu tranh thì chứ chắc là có một cái thái độ như thế đâu nha. Các bạn phải hiểu, đọc là các bạn phải hiểu. Ở trong người ta có thể không gặp mặt nhưng ta éo án hiểu được như thế. Và một cái điều cảm động hơn nữa là ngay trước phiên tòa, cửa phiên tòa của Thái Nguyên, cái bà mẹ của cậu Phan Khánh, tôi chỉ gọi là chị thôi, chị ta chỉ hơn tôi một vài tuổi thôi, khi được hỏi phỏng vấn, chị nói rằng tôi rất ủng hộ cháu, tôi biết rằng cháu làm tất cả những việc đó là hoàn toàn đúng. Tôi hôm nay gia đình của tôi, bố mẹ, em gái cũng như là các cậu các mợ trong dòng họ đến phiên tòa chỉ muốn một ước muốn là họ được vào tham dự phiên tòa, và cái người mẹ đó người ta chỉ muốn con câu nói với con tôi một lời động viên. Cái ước muốn nó hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn hợp pháp. Chỉ có những tòa án khốn nạn của một chế độ khốn nạn mới cấm mẹ, cấm bố, cấm em bước vào phiên tòa. Người ta gọi là công khai mà lại cấm, ngăn cấm người nhà không cho vào tòa, phiên tòa như vậy, đúng không ạ? Thôi cái chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều, cái phiên tòa khốn nạn cái kiểu này dưới một cái chế độ bị ổi này nó xảy ra quá nhiều rồi, tôi không cần phải nói nhiều. Nhưng cái mà tôi nghe được cái lời bà mẹ nói như thế ấy, tôi rất là xúc động. Một cái người, tôi xin lỗi các anh chị có thể xem lại những cái clip đó ở trên mấy của cái trang Facebook của mấy cái anh chị hôm đó lên tham gia ấy. Các anh cứ tự nhìn xem. Một người phụ nữ nông thôn đúng chất hiệu, không có một cái gì để mà anh cả. Nhưng người ta nói được cái lời như vậy, tôi chắc gì những người ở thành phố, những người là sang chảnh, những người giàu có nói được cái điều đó, khi trước đối mặt với một cái tình huống như vậy, chắc gì đã nói được những cái lời lẽ như vậy. Đừng khinh người nhà quê, đừng khinh người nông thôn, đừng khinh người nghèo. Chính những người đấy mới dám xả thân và sẵn sàng đánh đổi. Những người giàu có chắc gì chỉ biết được nhìn qua. Chẳng nhẽ tôi lại nói ra. Vâng, nói như thế để các bạn biết rằng xã hội ta không thiếu những người trẻ, những người dám dấn thân và những người họ hiểu biết, đầy hiểu biết chứ không phải là không. Mặc dù sống trong một cái chế độ mà giáo dục là nhồi sọ, bóp nghẹt tất cả mọi cái thông tin chính xác, cái thông tin về sự thật, đặc biệt là những môn văn và môn lịch sử. Mà có được con người như thế không phải đơn giản. Hoàng Chí Phong ở bên Hồng Kông, người ta còn tự do gấp nhiều lần, người ta được dạy gấp nhiều lần mới được như thế. Mà bên này bị ức chế bao nhiêu mà nảy ra được như thế, cái hạt mầm nó phải sức sống vô cùng mãnh liệt, ít nhất gấp 10 lần. Tôi nói các bạn như thế. Ít nhất hạt giống, những hạt giống ở Việt Nam để mà đằng được những cái cây chung quanh, cánh rừng chung quanh là cái nước chung quanh, nó phải gấp 10 lần, sức mạnh, sức bật lên nó phải 10 lần thì mới bật được bằng người ta. Bởi vì quá nhiều thứ áp đặt, thậm chí ngay cả trong gia đình. Nha, cái sự áp đặt ngay từ trong gia đình muốn bóp chết những cái mầm mống đó, những cái suy nghĩ đó. Thế thì làm sao mà đòi có một cây to đẹp được, có một cái cây tươi tốt được. Vậy thì để mà tươi tốt thế chứng tỏ cái hạt giống đó, cái sức mạnh đó nó rất là mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cái hạt giống xung quanh, các bạn đừng coi thường. Các bạn phải nhìn ở khía cạnh đó các bạn mới thấy cái sự mạnh mẽ của người Việt ở trong góc độ này. Đúng không ạ? Hôm nay đấy tôi nói về cái bạn Phan Kim Khánh là như thế. Là vì liên quan đến cái chuyện mà một ông đại biểu quốc hội, ông vừa nói hôm qua hôm kia, là cái chuyện là nguy cơ thứ tư là giới trẻ thờ ơ với chính trị mà nó sẽ là hệ lụy cho đất nước rất là nhiều cái. Tức là nguy cơ người ta cảnh báo, ông ấy cảnh báo. Vậy thì tôi xin tự hỏi, chúng ta xin tự hỏi, ai gây ra cái nguy cơ đó? Ai gây ra cái chuyện tuổi trẻ 18 đôi mươi hay là 15 cho đến 20 mấy nhìn thấy tận tượng là một cái đứa con dở hơi, một thằng khốn nạn nào đấy hát dăm câu ba điều đấy rồi còn coi được hơn làm ông tổ ông thánh nhà chúng nó.
Hả? Ai sinh ra, ai gây ra cái tình trạng đó, đi hôn đít người ngoại quốc, nhục không? Quá nhục không? Nhục không? Chính cái chế độ này, chính cái chế độ này đẩy con người ta vào, đẩy những thanh niên đầy nhiệt huyết và hiểu biết vào những cái trò vô bổ như vậy. Việc cái chuyện chạy theo những cái thần tượng nọ kia tất cả, chính TV đang xê chứ đâu. Tại sao lại kết án chính cái chế độ này, kết án cậu Phan Kim Khánh khi cậu ấy nói về những vẻ đẹp của chính trị? Đó là đa nguyên đa đảng, đó là tự do bầu cử, tự do báo chí, đó là thực hành những quyền căn bản con người, thì đẩy người ta vào tù, hòng bóp chết những cái tiếng nói của người ta. Thì đương nhiên hàng triệu học sinh, sinh viên khác, người ta sẽ nhìn vào đó. Và người ta thấy TV là gì? Các ông các bà lớn tuổi, đáng tuổi ông tuổi bà cậu đấy, sử dụng cả một guồng máy, bộ máy tuyên truyền để nói xấu với cậu ấy, tuyên truyền cậu đó là phản động, là thế nọ thế kia. Các ông các bà thử bây giờ nằm, tối nằm ngủ bây giờ, tí nữa các ông vắt tay chán nhìn xem vậy, thì chúng ta, các ông các bà có đủ sự khốn nạn của các ông các bà không? Và các ông các bà nghĩ rằng có đáng sống ở trên cái này hay không? Bà chết con mẹ nhà các bà đi, để cho những lớp trẻ khi nó xấu. Và các ông bà là hành xử với nó như thế. Thế rồi quay ra các ông các bà bảo là lớp trẻ thờ ơ với chính trị. Những đứa tham gia chính trị, hiểu biết về chính trị, trao đổi về chính trị, thay vì khuyến khích chúng nó thì các ông bóp nghẹt, các ông dùng cả một bộ máy khổng lồ với tiền của công sức, bất chấp lương tâm và đạo lý, các ông đè bẹp chúng nó vào ngục tối để thỏa mãn được cái ích kỷ là cầm ham hố quyền lực để duy trì một hòng lừa bịp dân. Thì đương nhiên giới trẻ nó phải chọn việc dễ chứ, đứa nào nó ngu mà nó lại bảo là đi chọn việc khó, đúng không ạ? Đấy, chúng nó nói nhau thế đấy. Chọn việc dễ mà làm, nhưng ngu gì mà chọn việc khó. Ra trà chanh chém gió, ra sờ mông sờ đít cái con kia nó thích hơn cơ, sờ vú sờ biết con kia nó thích hơn chứ. Thế tại sao phải nói đa nguyên đa đảng làm gì được cái gì mà lại để đi vào tù mất 6 năm trời vào tù, đúng không ạ? Thậm chí còn bị tồi tệ nặng nề hơn nữa. Thì đương nhiên chúng nó sẽ nói như vậy, đúng không ạ? Chúng nó chỉ nghĩ là gì? Ăn uống trịch chấm hết, đấy là việc dễ, và nó không bị kết tội cả, thậm chí còn được khuyến khích. Thì tại sao lại đi nói về chính trị? Thế này bây giờ lại còn kêu là nguy cơ giới trẻ thờ ơ chính trị. Ai đẩy ra cái thảm họa giới trẻ thờ ơ chính trị này? Chẳng phải là nhà cầm quyền cộng sản hay sao? Chẳng phải những ông bà lên giọng đạo đức ở trên TV truyền hình hay sao? Các ông hay bà hãy thử ngẫm lại mình đi. Ai đẩy những giới trẻ vào cái tình thảm cảnh như thế? Rồi, qua cái phần mà giới trẻ và chính trị, chúng ta nó sẽ còn rất nhiều. À, tôi xin nói luôn, chúng ta cần phải cái sự hỗ trợ gia đình của những người và tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, từ già trẻ lớn bé, không cứ gì cậu Phan Kim Khánh. Và tất cả, kể cả tôi, có thể là trở thành một tù nhân chính trị đối với nhà cầm quyền cộng sản bất cứ lúc nào, bởi chúng ta sống ở trong cái xã hội này dưới cái sự một cái bộ máy thép, cái màn nhà màn thép của họ, thì chúng ta chỉ là những tù nhân dự bị thôi. Hôm nay tôi ngồi nói chuyện với các bạn, nhưng ngày mai tôi sẽ trở thành vào trong trại của họ thôi nhé. Cho nên tại sao tôi cũng sẽ đối mặt nguy cơ, gia đình tôi cũng sẽ đối mặt nguy cơ đó. Tôi cần sự giúp đỡ của các bạn, cũng như các bạn tù của tôi đang cần sự giúp đỡ các bạn. Các bạn có thể không đủ can đảm làm được những cái việc như chúng tôi, nói ra những cái chuyện xã hội như chúng tôi, không dám bước chân xuống đường để phản đối những bất công, hay là bày tỏ cái quan điểm của mình một cách mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy, thì các bạn có thể back up chúng tôi rất nhiều mà. Tôi vừa nói rồi, Hồng Kông không phải tự dưng sinh ra Hoàng Chí Phong, let's làm nation law như vậy. Nó có sự ủng hộ của Benny Tai, giáo sư trường đại học, có sự ủng hộ về tài chính của một tỷ phú. Vậy thì khi chúng tôi, gia đình chúng tôi gặp những người thân của chúng tôi vào tù, tôi không được giúp đỡ con cái chúng tôi, thì chúng tôi cần sự giúp đỡ các bạn. Tất nhiên các bạn không thể nào giúp đỡ như một người cha của con tôi được, nhưng hỗ trợ vợ con tôi rất là nhiều. Cũng như chúng ta có thể giúp đỡ gia đình bạn Phan Kim Cánh rất là nhiều, để cho ít nhất người ta cảm thấy rằng người ta được tôn trọng, người ta được vinh danh. Chúng tôi ở đây không phải nói là cái chữ danh là hám vì làm gì ông được anh, mà gì để cho người ta đỡ tủi thân. Bố mẹ sinh nào, sinh ra con, vợ chồng nào không muốn người nhà người ta bước chân vào tù của bọn cộng sản khốn nạn man dợ này cả, thì cái sự động viên các bạn giúp bằng nhiều cách, chứ không cứ thì tôi ở đây tôi không nói là chỉ về tiền bạc. Tất nhiên tiền bạc cuộc sống có lúc cần, nhưng nó chưa phải là tất cả, chưa cần phải là cái sự giúp đỡ nhiều nhất mà tôi muốn kêu gọi các bạn. Đó là cái sự các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi, động viên nhé, với những cái người nhà bị đạn, đúng không ạ? Cũng như tôi thỉnh thoảng tôi chạy qua, tôi gặp anh Phong và hai đứa con của Vua Nga, hoặc là ai nhờ tôi mang cái gì đó 500, 1 triệu hay là một
tấm bánh hay là cái gì nọ kia, thì tôi cũng có cái cớ để tôi sang tôi gặp anh ấy, vì nó gần nhất. Tôi sang tôi nói chuyện, tôi ngồi nói chuyện để biết thằng Tài, thằng Phú nó như thế nào hay gì. Thì cái sự hỏi thăm động viên của mình đâu có chưa cho, hay là mình nói thì mình có thể đi không được mà, mình nói chuyện. Thì để nó động viên gia đình nhà người ta. Khi mà người ta an tâm, người ta thấy rằng à, người ta không cảm giác không bị lẻ loi và không bị lãng quên. Đấy, cảm giác không bị lẻ loi và không bị lãng quên, gia đình người ta sẽ cảm nhận vậy. Và ngay cả những cái người ở trong lao tù kia, người ta cũng sẽ cảm nhận được cái điều đấy. Nha, các bạn có thể xa cách nhưng người ta sẽ cảm nhận được cái điều đấy là cái chắc chắn. Thì cái đó là cái mà các bạn có thể giúp được. Rồi, ok, tôi chỉ nói vậy thôi. Còn tùy các bạn, mỗi các bạn có điều kiện như thế nào, các bạn đều, tôi không dám dạy dỗ gì cả. Mà tôi chỉ nói đưa ra ý kiến của cá nhân tôi, có thể đúng và có thể sai. Đúng các bạn, nghe, sai các bạn bỏ qua. Tôi muốn chuyển xa qua về cái chuyện mà cũng lại vẫn nóng, toàn cái nóng cả độ này, toàn cái nóng kinh lắm. Đó chính là bảo hiểm xã hội, tức là cái tiền lương hưu ấy. Tiền lương hưu của chúng ta ấy, tiền chúng ta đóng góp đi làm, lao động đóng góp ấy, và để sau này về già nghỉ hưu ấy. Đấy, gọi là quỹ bảo hiểm xã hội. Đừng nói tiền của nhà nước nha. Ai nói thế các bạn nhổ vào mặt, tát mồm vào nó ấy. Mình nói láo, ngu, không biết gì. Tiền đấy là tiền mồ hôi của người lao động đóng góp vào đó, để về già thì chúng ta sẽ được hưởng. Người hôm nay tôi đóng để cho những lứa tuổi trước như mẹ tôi đang nghỉ hưu để ăn, sau này thì là những người kế tiếp. Đấy là theo lẽ thường là như vậy. Nhưng cái nhưng này mới bỏ mẹ này. Nhưng xin thưa mấy các bạn, quỹ lương hưu sắp vỡ rồi. Có nghĩa là ngay cả bản thân tôi này, tôi nghĩ rằng khi mà tôi nếu mà cứ cố làm cho nhà nước này mà để mà mong nghĩ rằng mai sau này khi mình yếu, mình già, mình có tiền nhiều, tôi nghĩ rằng không có, không còn nữa. Tôi đang suy nghĩ về chuyện đó. Đã, các bạn cũng suy nghĩ về chuyện đó đi. Và điều hôm nay tôi nói một cái này. Quỹ bảo hiểm xã hội, tức là người ta mới ban hành đến ngày 1/1/2018 này, áp dụng là cái luật gọi là luật bảo hiểm xã hội mới. Nó có mấy cái bất công, ít nhất có hai cái bất công là như thế này. Cái bất công thứ nhất ấy, là đối với nam giới và nữ giới, người ta đều gia tăng cái số tuổi được nghỉ hưu lên. Vì người ta thiếu tiền mà, phải đóng thêm để mới được nghỉ. Người ta lý luận, nói chung là lý luận thì dài, người ta lấy luận thì dài, nhưng mà mình cứ nô hiểu nô na như thế. Nhưng cái vấn đề ấy, và người ta sẽ tăng cái phần trăm đóng lên. Nhưng mà và giảm cái phần trăm được hưởng của người khi về hưu đi. Thế nhưng mà đối với nó lại có bất công giữa hai giới, nam và nữ. Tức là đối với nam ấy, thì đến từ 1/1/2018 người ta sẽ tăng có lộ trình, tức gọi là tăng từ từ. Mỗi năm người ta tăng một tuổi, thêm một tuổi ra thì người ta lại sẽ tăng là gia hạn là 0,mấy% đấy. Nhưng mà đối với nữ giới ấy, thì người ta tăng đột ngột bụp một phát, đến 1/1/2018 này sẽ tăng mạnh bụp cái. Có nghĩa là gì? Nó gây ra tình trạng là nếu như ai nghỉ hưu ngày 31/12/2017 thì được lợi hơn người ngày hôm sau nghỉ hưu 1/1/2018 10%, chênh lệch nhau 10% trong có một đêm thôi, có một thời khắc thôi, qua canh giờ, qua giao thừa, qua gọi là nửa đêm, là hai người chế độ sẽ được hưởng khác nhau vô cùng, chỉ hơn nhau kém nhau có một ngày. Đó là một cái bất công về bình đẳng giới. Tại sao nam giới có cái lộ trình mà nữ giới lại đột ngột? Có nghĩa là như là đẩy các chị em xuống vực sâu ấy. Cho nên là gì? Thôi, các bà đừng hay hớm gì ngày 8/3, đừng hay hớm gì ngày 20/10 cả. Người ta lòe bịch các bà đấy, mấy cái bông hoa làm gì vứt vào sọt rác, chỉ tốn khổ những bà lao công mà thôi. Hãy nhìn vào cái chế độ người ta đối xử với các bà ấy này. Người ta bóc lột, người ta đối xử thậm tệ với các bà như thế nào. Tại sao nam giới được quyền, kể cả cái chuyện mà tăng tuổi nghỉ hưu phải làm việc và nghỉ hưu và cái phần trăm, thì tại sao nữ giới mà nam giới lại khác biệt? Tại sao nam từ từ được mà nữ không từ từ mà đánh bụp một cái? Đó là một sự khốn nạn. Đừng khốn nạn, đừng vì ba cái lời chúc tụng vớ vẩn vào những ngày 8/3, ngày 20/10 nữa, những cái đỏ đấy, trò đấy, hoa hòe hoa xoáy, các bà du ngủ, các bà bị du ngủ quá nhiều. Và tôi thấy các bà đừng có vì những cái đó, hãy đòi hỏi những cái quyền lợi này, lên tiếng đòi hỏi quyền lợi mình. Tại sao đàn ông, hay là các ông nói rằng làm luật nói rằng chất vấn công ấy, hay là tại sao ông là làm luật để cho nam giới được hưởng như vậy mà nữ giới chúng tôi thiệt thòi, trong khi các bà không có mồm luôn luôn là thế nọ thế kia đối với thị nữ, yêu thương nọ, yêu thương cái con mả mẹ, những cái thằng làm luật như thế à? Chúng nó thừa sự khốn nạn là yêu thương cái gì nhá. Lời nói của tôi khó nghe nhưng đó là sự thật. Nói để cho các bà bớt u mê ra, bớt nghe những lời sáo rỗng của những thằng đàn ông khốn nạn ra, những thằng đàn ông làm luật đấy. Nó đẩy các bà vào vực thẳm đấy, bằng cái chính sách của chúng nó đấy, lũ khốn nạn đấy. Đấy là một cái bất công giữa hai giới về bình đẳng giới. Cái bất công thứ hai của luật bảo hiểm xã hội đấy,
là đó là gì? Phân biệt giữa khu vực làm việc, giữa người làm việc cho các cơ quan nhà nước và những người làm việc cho các công ty tư nhân, trong khi mức đóng thậm chí tư nhân còn đóng cao hơn. Bất công đó là gì? Tức là người ta quy định những người làm việc trong nhà nước thì khi mà tính nghỉ hưu, người ta tính 5 năm cuối cùng. Và các bạn hiểu lúc nào 5 năm cuối cùng bao giờ trả cao nhất, đúng không ạ? 30 năm ngược về trước chẳng hạn thì lúc đó lương đáng bao nhiêu đâu? Một vài trăm nghìn, đúng không? Thì đương nhiên bảo hiểm và nhân viên cái tiền lúc đó nó giá trị nó khác. Nhưng mà cái con số mà bây giờ mà mấy trăm nghìn ngày xưa mà bây giờ so với bây giờ thì nó là cái gì? Người ta đối với những người làm trong khu vực nhà nước, người ta chỉ tính đến 5 năm cuối, bình quân của cái đóng bảo mức, đóng bảo tiền lương, đóng bảo hiểm của 5 năm cuối thôi. Người ta chia trung bình ra và người ta lấy đó là mức lương được lĩnh khi nghỉ hưu nha. Thế còn đối với cái khu vực tư nhân thì sao? Xin thưa, người đã đóng toàn bộ thời gian của anh đóng bảo hiểm từ cái ngày đầu tiên, tức là tiền nó rất là nhỏ và số lượng bao giờ đi làm cái tiền đóng bảo hiểm cũng rất là nhỏ, đúng không ạ? Người ta cộng từ cái điểm mốc đầu tiên đó cho đến lúc nghỉ hưu và người ta chia đều ra thì đương nhiên nó phải trung bình cộng, nó phải rất là thấp chứ, đúng không ạ? Trong khi những cái người đóng khu vực tư nhân kia đóng bảo hiểm còn cao hơn cả những cái người đóng trong khu vực nhà làm cho nhà nước. Đó là một cái sự bất công mà cái luật bảo hiểm xã hội này. Mà luật là gì? Là do chính người ta ngồi nghĩ ra, là những con chữ để sắp xếp ra, cài cắm ở đây chứ gì. Và những cái người làm ra là những người làm cho nhà nước chứ ai, đúng không ạ? Chính là những người làm trong bộ tư pháp, chính là những người trong bảo hiểm xã hội, chính là trong bộ nọ bộ kia đấy chứ ai, đúng không? Người ta chỉ biết lợi cho mình thôi, đúng không? Người ta tạo ra là gì? Nó như trong trại súc vật đấy, mọi con vật đều bằng bình đẳng, nhưng có một số con vật bình đẳng hơn, đúng không ạ? Đó chính là cái bất công thứ hai mà cái luật bảo hiểm xã hội đang sắp được thực thi vào đầu năm mới 2018. Đấy, bất bình đẳng về cái quan hệ cái giới tính giữa phụ nữ và nam giới, và bất bình đẳng giữa trong cái người đóng khu vực làm việc cho khu vực nhà nước và người làm việc trong khu vực tư nhân. Đấy là hai cái điều mà các bạn phải cứ lưu ý. Các bạn đừng quen, đừng có quan tâm gì cái chuyện cái con hoa hậu môi dèo môi chiếc môi cá với cái gì cả. Xin thưa các bạn, đó là quyền lợi sát sừng của chúng ta và chúng ta cần phải đòi lên tiếng để đòi lại tối thiểu là cái sự nó bớt bất công gì nhà. Tôi không nói là nói mà nó gọi là bớt bất công gì, đúng không ạ? Chị em phụ nữ đòi quyền phụ nữ, tại sao nam giới lại nghỉ như vậy và được ra giảm như vậy, mà phụ nữ ngày đến ngày mùng 1/1 lại đi giảm, đang được hưởng 75% chỉ còn có 65% lương là thế nào? Nó đánh thẳng vào dạ dày của các bà đấy, cũng như những người làm khu vực kinh tế gọi là tư nhân. Tại sao đóng bảo hiểm từ sự này và người ta lại cộng là cả toàn thời gian đóng bảo hiểm để lấy trung bình cộng, trong khi trong đấy những ông bà làm việc trong khu nước lại chỉ có lấy trung bình cộng của 5 năm cuối, mà 5 năm cuối thì đương nhiên bao giờ lương nó cũng cao chứ, đúng không ạ? Các bà khôn đấy, đúng không? Đấy là cái hôm nay tôi muốn nói về các bạn về bảo hiểm xã hội, cái chế độ của chúng ta, chính sách về bảo hiểm xã hội, tức là cái tiền lương hưu, quyền lợi sát sườn của chúng ta đấy. Thay vì nói con nọ con kia con hóa hậu kệ mẹ nhà chúng nó, không quan tâm, chúng nó mua hay nó ngủ với thằng nào, ngủ với thằng trưởng ban để được cái chức đấy kệ, con cụ nhà chúng nó quan tâm làm gì? Tại sao các bạn, tôi thấy các bạn quá nhiều cái mà không quan tâm đến những quyền lợi sát sườn của chúng ta và đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng của chúng ta. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là hôm nay tôi định vô đói về cái đề tài gì vậy? Thôi, chuyển luôn sang đây, không sợ này. Lại. Chuyển luôn sang cái cuối cùng là cái luật dự thảo luật an ninh mạng. Luật dự thảo luật an ninh mạng. Rồi, ngày hôm nay thì Facebook trên mạng xã hội rất là sôi nổi đấy. Cái đó là trong đó chúng ta chỉ để ý đến cái điều khoản 4 của điều 34 thôi. Tức là người ta nói rằng là các cái công ty như là Google, Facebook, YouTube ấy, cái công ty ấy phải đặt máy chủ ở Việt Nam để người ta còn kiểm soát. Nhưng cái điều đó liệu có thực hiện được không? Và cái đằng sau cái đó, âm mưu đó là cái gì? Tôi xin thưa với các bạn, để đặt một máy chủ của một quốc gia nó vô cùng tốn kém. Và hai nữa, cái việc mà những kẻ soạn thảo ra cái luật dự luật gọi là an ninh mạng này ấy, nó đặt cái điều này vào ấy, hoặc một là nó có ếch ngồi đáy giếng, hai là tôi nghĩ rằng nó không phải ếch ngồi đáy giếng đâu, mà nó giả ngu ấy để nó thực hiện một cái âm mưu nào đó mà tôi không biết, mà chúng ta chưa biết. Chứ tôi nghĩ rằng không phải chúng nó ngu đâu, chúng nó ngu nhưng mà không phải là ngu, mà nó quá khôn, nó sinh ra là như thế và nó quá đầy thủ đoạn nó mới sinh ra như thế thôi. Xin thưa với các bạn nhé, trong cái ký Việt Nam khi muốn trở thành thành viên WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới, tức là muốn là gì, đến chơi với các nước để mang hàng hóa đi bán để lấy tiền về ấy, cách đây khoảng chục năm ấy, cũng như là bây giờ đang đàm phán một cái hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và EU là EVFTA đấy,
cũng như là năm trước, trước khi ông Trump ông ấy thắng cử ấy, chỉ có cái hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP ấy, thì đều có một cái điều khoản quy định mà hôm nay VCCI có nói ấy, Phòng Thương mại Việt Nam ấy, có nói ấy, là cái đó là vi phạm, không được. Cái điều mà bắt máy chủ vào là không có, vì người ta đã trong mọi một cái bản cam kết khi mà anh tham gia, anh đàm phán với người ta nói rồi. Mà hai đứa làm gì? Làm sao mà bắt máy chủ ở Việt Nam được? Đấy là điều không được, quốc tế không cho phép. Và đã ký rồi, đã bàn luận với nhau, bàn trong mới chán rồi, ký rồi. Tại sao bây giờ nảy đòi ra cái thằng nào làm cái dự chấp bút cho cái dự thảo an ninh luật an mạng lại đòi rằng phải có máy chủ ở Việt Nam? Cái điều là vô lý, không hợp lý về luật pháp, là không. Anh đã ký bút với chúng tôi rằng là gì? Mà hai nữa là gì? Hiểu cái chữ W3, chúng ta cứ vào mạng chúng ta bao giờ gõ ba chữ W, hay là tiếng Anh là www ấy, nó là cái gì? Nó là World Wide Web, đúng không ạ? Đã World Wide Web, nó là mạng toàn cầu rồi thì làm sao phải cần gì phải đặt máy chủ ở đâu? Nó chỉ là máy chủ ở Mỹ hay máy chủ nào nó đưa cái dịch vụ đến và chúng ta chỉ sử dụng thôi chứ, đúng không ạ? Vậy thì tại sao những kẻ chấp bút này lại cố tình điều đó? Thôi, cái điều đó tôi nghĩ rằng chúng nó muốn ném đá dò đường để làm những việc rất là âm mưu thủ đoạn đằng sau nha. Còn tôi nghĩ rằng chúng nó không làm được đâu. Nếu chúng nó làm được, tôi thách chúng nó làm luôn đấy. Tôi thách những kẻ nào định làm cái điều đó, hãy làm đi. Không làm được thì ăn cứt cho 90 triệu người Việt Nam. Cái mà tôi lưu ý mọi người á, cái dự thảo luật an ninh mạng này, nó chỉ là cái căn cứ người ta nói rằng cần phải kiểu quản lý. Ok, một quốc gia nào đúng vậy, có phải cái sự quản lý, người ta lập lờ câu chữ nha. Cái lý do người ta căn cứ vào là để quản lý. An ninh mạng quan trọng chứ, về góc độ nào đó rất quan trọng. Các bạn nhớ là cái chuyện máy bay, cái sân bay Tân Sơn Nhất bị hack năm trước không? Rồi, đúng không? Hoặc là những cái chuyện khác, đưa toàn tiếng tàu nọ kia không? Ai hack vào đấy, đúng không? Cái an ninh mạng rất là quan trọng, đúng chuẩn luôn. Và thậm chí máy bay rơi, tại sao lại bị các hệ thống nọ kia tịt ngóm đi? Rồi thậm chí kể ngay cái đường điện 500 kV của Việt Nam, nếu không đảm bảo an ninh mạng. Cái lý do đó hoàn toàn chính đáng. Và nếu như người ta làm cái dự thảo luật này chỉ vì cái điều đó, để bảo đảm an ninh quốc gia về cái chuyện đó nha, thì hoàn toàn ủng hộ. Nhưng xin thưa các bạn, những người dự đặt chấp bút làm ra cái dự thảo luật an ninh mạng này, đó lấy đó những cái nguy cơ đưa ra để lừa bịp những người dân khác không biết, đó chỉ là cái lý do. Còn cái mục đích chính của họ không phải để tập trung vào xử lý những chuyện đó đâu, không phải nha. Mà muốn kiểm duyệt, muốn kiểm duyệt thông tin, muốn kiểm duyệt. Tại sao phải ép Google mới lại YouTube mới lại Facebook phải đặt máy chủ ở Việt Nam để mà quản lý, để kiểm duyệt, để xem là biết thằng nào là thằng nào, ông bà nào nói là thằng nào, ở đâu, các bạn ạ. Đó mới là mục đích chính. Chứ còn những cái kẻ mà chấp bút này, tôi không nghĩ rằng là chúng nó ngu đâu. Chúng nó biết là khi đàm phán WTO, đàm phán với lại hiệp định thương mại song phương Việt EU, Việt và châu Âu, cũng như là Việt với trong khối TPP 12 nước, chứ nó biết thừa chứ, sao không biết. Và tại sao nó lại đưa một cái điều khoản vô lý như thế? Nó cố tình đấy các bạn, cố tình một cách khốn nạn đấy nhá. Và các bạn cần tìm hiểu thêm là gì, cái chuyện đó để nó đấu với lại các công ty kia và các chính phủ kia mình không quá quan tâm. Mình bàn luận thì được, nhưng mình đừng quan tâm. Cái đáng ngại nhất trong cái bộ luật này á, là nó sẽ cài cắm những cái điều khoản cực kỳ mơ hồ. Ví dụ, tôi nói ví dụ, nó nói là thông tin xấu và thông tin tốt, thông tin là chửi bới lãnh đạo, ví dụ như thế, nó cài cắm vào đầy mơ hồ. Và nó sẽ dùng cái điều luật này để nó bắt bất kỳ một người nào lên tiếng ở trên mạng xã hội. Đó mới là cái mục đích chính của chúng nó, chứ không phải là ba cái chuyện server của Facebook, YouTube hay Oscar gì đâu. Mục đích nó ra cái dự luật ảo bản an ninh mạng này ấy, là để gì? Cài cái đầu kim, vòng kim cô lên đầu của mỗi một người, mỗi một Facebooker. Đó mới là cái mục đích tối thượng của họ. Kiểm duyệt và tìm cách chấn áp bất kỳ một người nào lên tiếng với những cái điều luật cực kỳ mơ hồ nha. Tôi xin hỏi các bạn, thế nào là thông tin tốt, thế nào là thông tin xấu? Họ có định nghĩa không? Không. Tốt hay xấu là dưới góc nhìn của họ, dưới những cái thằng giám định viên. Các bạn xem những cái tòa án bút của những cái phiên tòa, ví dụ như xử Trần Thị Nga chẳng hạn, hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mẹ nấm, những cái thằng nào căn cứ tại sao tòa nó kết tội những người phụ nữ đó 9-10 năm tù, nó căn cứ vào những cái giám định, nó gọi là giám định tư tưởng của những thằng chuyên viên ở vòng sở văn hóa thông tin thể thao và du lịch, sở văn hóa thể thao và du lịch, nó bảo đó là tốt.
thì là tốt, nó bảo đấy là xấu thì là xấu. Tức là hoàn toàn theo cảm quan của chúng nó, hoàn toàn theo cái cách của chúng nó. Nó dùng những cái điều luật mơ hồ đó, và đó mới là cái mục đích chính của nó nha. Còn tôi xin lỗi, tôi thách cụ nhà chúng nó, đến ông 10 đời nhà chúng nó sống lại cũng không làm sao mà bắt bảo là Facebook hay Google đặt server ở Việt Nam đâu. Nó chỉ làm trò, còn cái mục đích chính, nó cài cái vòng kim cô lên tất cả mấy chục triệu con người Việt Nam. Bởi vì sao? Bởi vì cái một cái nền chế độ như Cộng sản Việt Nam cũng như các chế độ khác, Cộng sản khác trên thế giới, nó sử dụng hai thứ để mà quản lý hay là để mà thống trị cái xã hội đó. Một là bạo lực, tức là nòng súng, tức là lực lượng công an, quân đội hay là tất cả những người khác chấn áp. Hai là đầu độc tư tưởng, nó quản lý tư tưởng. Chỉ có ở Việt Nam mới có công an tư tưởng, cảnh sát tư tưởng. Ngày xưa A25 đấy, hẳn luôn đấy. Còn bây giờ chia tách ra là A87 rồi, A8 mấy nữa, A83 hay A8 mấy. Bỏ cái chữ tư tưởng đi, mà dùng A87 là Cục An ninh Truyền thông Thông tin Mạng. Cục An ninh Truyền thông Thông tin kiểm soát cái đầu của chúng ta, kiểm soát cái suy nghĩ của con người. Đó mới là mục đích tối thượng của cái bộ luật an ninh mạng này. Xin thưa với các bạn nhá. Và để kiểm soát được cái đó, họ đưa ra những điều khoản cực kỳ mơ hồ, với con chữ cực kỳ mơ hồ. Không biết thế nào là định lượng đúng, thế nào là định lượng sai, không biết thế nào đúng là phải là trái. Mà phải hay trái là do họ quyết định. Đó mới là cái mục đích tối thượng của họ để cho cái bộ luật này. Cái bộ luật cực kỳ khốn nạn và tinh vi, và những kẻ chấp bút cũng như những đứa mà bấm thông qua cái bộ luật này, chúng ta phải nói rằng đó là những kẻ khốn nạn và những người đi ngược lại với quyền con người. Bởi vì sao? Tuyên ngôn nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có một khoản nói rằng con người phải được quyền tiếp cận thông tin nha, cũng như nhiều cái quyền khác quy định, những vị quyền bày tỏ quan điểm, ý kiến. Vậy thì bây giờ họ không chế này, vậy thì những kẻ soạn thảo này đương nhiên đang ngăn cản chúng ta tiếp cận với một thế giới văn minh, đúng không? Đấy là tội ác chống lại loài người. Chúng ta phải khẳng định nhau như thế, rõ ràng như thế. Những kẻ soạn thảo ra cái bộ luật, dự thảo luật này là những kẻ chống lại loài, dùng bộ luật để chống lại sự tiến bộ của loài người. Nói trước với nhau như thế, để sau này nếu như chúng nó thông qua và chúng nó sử dụng cái đó là công cụ đàn áp chúng ta. Bất kỳ bạn nào sử dụng Facebook cũng đều có thể, cái bộ luật này có thể thòng lọng vào các bạn một cái tội trạng nào đó do họ nghĩ ra, họ vẽ ra, áp dụng theo cái ý thích của họ. Đấy là tôi nói trước với các bạn đấy nhé, chứ không phải là bình thường đâu. Cái họ muốn ấy, đặt cái vòng kim cô, cái bộ đạo này nó không phải là nhằm vào các công ty kia đâu. Làm sao mà tuổi chúng nó trình gì mà đặt, mà đấu được với các công ty kia. Mà nó muốn sử dụng nha, mượn gió bẻ măng, và nó chỉ cần thông qua những cái đạo luật, những cái vài cái luật thôi, vài cái điều khoản thôi mà nó mong muốn thôi. Những điều khoản kia là râu ria, là hình thức thôi. Những cái điều khoản nó muốn ấy, nó cài cắm bộ luật này ra ấy. Là bởi vì sao? Bây giờ có chó mới xem tivi, có bọn ngu dân mới xem tivi, nghe những cái thằng khốn nạn nói trên tivi. Dân bây giờ người ta sử dụng Facebook và người ta xem YouTube, chứ ai người ta xem tivi? Làm gì có ai xem tivi? Những người nào xem tivi là những cái người còn mê muội lắm, có biết gì đâu, thì mới nghe chúng nó. Và chúng nó biết cái điều đó, những kẻ cai trị biết cái điều đó. Dân bây giờ không nghe tivi cả, những cái đứa nói trên tivi nói cả, mà thích livestream giống như ông Chí này, thích xem những cái tin tức ở nóng hổi đưa nhau, thông tin xảy ra trên khắp miền đất nước thông qua các cái mạng ấy, Facebook này. Chứ họ không xem TV đâu. Và gia đình nhà tôi cũng thế thôi. Mấy năm trời nay tôi có xem TV đâu, trừ những trường hợp đặc biệt. Tôi xem TV là tôi xem bóng đá, tôi xem chương trình thời sự của các kênh nước ngoài, chứ tôi bao giờ tôi xem TV VT1 hay VT10 mấy của họ đâu. Có bao giờ tôi xem đâu. Cần gì phải xem? Không cần xem, biết rồi xem gì, xem đến bực tìm mình đây mà. Xem đến mắc vào cái bệnh chửi TV nữa à? Tại sao phải xem? Đúng không ạ? Cho nên họ biết được rằng trong dân mấy chục triệu cái tài khoản, sử dụng tài khoản đấy, Facebook ấy, mạng xã hội ấy, có một phần rất nhỏ là có thể còn ngu dại, còn cuồng cộng, hay là giả vờ ủng hộ họ thì để được bố thí một cái vài cái cục xương ném xuống thôi. Còn có ngu, ai ngu mới lại nghe lời chúng nó? Cho nên có ai xem TV đâu, có ai mua báo đọc nữa đâu, toàn những lời dối trá. Và không bao giờ dám nói những lời thẳng thắn, xuất phát từ tâm can, xuất phát từ những suy nghĩ. Và rồi thậm chí đọc báo là còn bao che, TV còn bao che cho những hành động ngang trái, những hành động vô lương nữa. Ăn cướp đất, đánh dân, cướp nhà, cướp cửa. Đúng không ạ? Thế làm sao dân nghe được? Thế cho nên nó muốn là sử dụng bộ luật an ninh mạng này, lấy tên là như thế. Nghe có đưa là nào rồi đấy. Nếu không có an ninh mạng thì nó đánh
sập cả cái hệ thống không lưu và hay là hệ thống ấy của sân bay chẳng hạn, đúng không ạ? Với lý do là rất là đúng, chuẩn xác luôn. Nhưng xin thưa nhé, không có bộ luật an ninh mạng chúng nó phải làm cái việc đấy nhé. Không có bộ luật an ninh mạng chúng nó phải làm việc đấy chứ không phải. Nhưng chúng nó chỉ lấy đấy là cái cớ thôi các bạn. Cái mà chúng nó mục đích để nhằm vào á, kiểm duyệt suy nghĩ của người dân. Bởi vì khi người dân không tin nó, chúng nó thì chúng nó cai trị ai? Không dân thì chúng mày sống đéo gì mấy ai đúng không ạ? Người dân tôi đã nghe người dân tộc nói như vậy. Và tôi cứ phì người, tôi cứ thích mãi câu đấy. Người ta nói tục, nói thật nhưng mà đúng. Không dân thì chúng mày sống đéo thì mấy ai. Cho nên chúng nó lo sợ người dân mà không tin vào những cái mồm, cái mặt nạ ở trên TV kia nữa, thì mà lại cứ thích nghe những cái người lời nói thật, mặc dù có thô, mặc dù có tục, nhưng mà nó thật. Và nó rất quan trọng, nó xuất phát từ tim, chứ nó không phải là những lời giả trá khốn nạn ở trên TV. Chứ nó sẽ ra bộ luật an ninh mạng này để thắt cái vòng kim cô lên chúng ta và thích dùng cái luật. Tại sao? Bởi vì chúng nó khi ra quốc tế nó sẽ nói rằng là gì, đây là những công dân vi phạm pháp luật chúng tôi, đây luật chúng tôi quy định đây, đây đây là cái sự khốn nạn của nó. Chúng ta phải vặt mặt ngay cái sự khốn nạn của nó, phải nhận ra được cái chân tướng. Tại sao nó dừng cái bộ luật này? Tại sao cái bộ luật biểu tình nó không thông qua, nó nợ người dân từ mấy chục năm nay, hàng thập kỷ nay, từ lúc chúng nó khai sinh ra cái nước này, cái đất nước tạm gọi là cái chế độ này. Tại sao chúng nó không thông qua cái bộ luật về tự do thành lập hội mà các nước phương Tây, các nước tham gia ký kết Việt Nam đều ép là phải làm có cái đó để trao cái quyền cho người dân để cùng quản trị đất nước, thì chúng nó không thông qua. Mà chúng nó thông qua vội vàng, thông qua cái bộ luật này, đưa vào trong một cái nghị trình này. Chúng ta kể cả mai có chết, hôm nay chúng ta phải cùng nhau lên tiếng phản đối cái bộ luật khốn nạn này. Và chúng ta cần phải tìm ra tất cả những đứa nào đã chấp bút vào chuyện này. Đó là những tên tội phạm nha, nói trước. Đó là những tên tội phạm chống lại loài người, chống lại sự văn minh của tiến bộ loài người. Chứ nó không phải đơn thuần chỉ làm soạn thảo bộ phận. Chúng ta phải nhìn đọc vị ra được cái tim đen của chúng nó, của những kẻ đang cầm quyền định làm gì thông qua cái bộ luật an ninh mạng này. Đó, xin thưa mấy bà con là như vậy. Thế rồi ngược lại, tôi cũng nói thêm với các bạn một chút nữa. Ngược lại, không phải là chúng ta chỉ trích họ. Chúng ta cần nhìn nhận ra đúng, cái gì sai. Có một ý đối với tôi quan sát là họ đúng. Họ đúng là như thế này. Mạng xã hội chúng ta sử dụng quá bát nháo, cái đó là lỗi về người dùng. Có thể là thiếu thông tin, có thể là thiếu bản lĩnh, có thể là thiếu cái nọ cái kia, thiếu hiểu biết mà không biết. Nhưng cũng có đầy những cái đối tượng cố tình sử dụng đó để nhằm mục đích riêng của họ, làm nhiễu loạn thông tin. Thì các bạn, cái chỗ này tôi lại cảnh báo các bạn, những người đang nghe tôi nói, cũng như các bạn nào mà nghe, các bạn nói cho các bạn bạn khác nữa, những người mới bước vào sử dụng, các bạn nếu như không có bản lĩnh, các bạn sẽ bị cuốn theo những cái gọi là thông tin đểu, fake news, thông tin sai hoặc thông tin bẩn. Thông tin bẩn là tức là sai nhưng người ta với cứ cố tình, tôi gọi là thông tin bẩn. Thế còn thông tin sai sự thật là những người vô tình có thể mắc phải. Nhưng có những kẻ nó chủ định, nó đưa ra những cái thông tin bẩn như vậy để nó định hướng chuyện nọ chuyện kia, nó làm nhiễu loạn đi. Thì chúng ta cần phải có cái sự tỉnh táo. Chúng ta tiếp cận cái thông tin, chúng ta phải chắt lọc. Chúng ta đừng có, mà thường ấy, những cái mà nó dễ câu các bạn là gì, đúng không? Nó đưa vào cái sự rất là bất bình, rất là ngang trái, rất là gì, các bạn không thể nói, không thể không nói được. Và tôi thấy rất là ngạc nhiên là các anh, rất nhiều các anh các chị lại đưa loan tải những cái tin như vậy ở những cái trang web. Tôi nói xin lỗi các bạn, tôi thất vọng với các anh các chị quá. Tôi nói ở đây là những người đấu tranh ấy, những người cứ dám tự dưng mình là đi khai trí cho người khác ấy. Chứ tôi không nói là những người dân thường, tôi rất thông cảm với những người nào thiếu sự hiểu biết mà phạm lỗi. Tôi rất có lòng độ lượng vậy. Nhưng mà nếu đối với anh chị, nhiều anh chị, tôi không chấp nhận các anh chị, chẳng lẽ tôi cứ nói mãi, phải bảo tôi có tính. Nhưng tôi xin thưa với các anh và các anh chị, nó cực kỳ nguy hiểm, nó cực kỳ nguy hại. Và cá nhân tôi thất vọng với các anh chị. Bởi vì sao? Trước nay tôi đặt niềm tin vào các anh chị rằng trong một cái xã hội hỗn loạn như thế này, mà tôi nói trước, cái xã hội Việt Nam sẽ đến lúc bấn loạn nha, sẽ đến lúc bấn loạn. Rồi nếu tôi ngày mai Cộng sản nó có giết tôi, thì các anh các chị nhớ là cái câu ngày hôm nay tôi nói, nó sẽ bấn loạn. Và khi bấn loạn, tôi cần những các anh các chị. Làm sao? Tôi nói giả dụ như con tàu Titanic nó đắm ấy, nó chìm xuống đấy và cái lực hút của nó sẽ đẩy chúng ta xuống dưới. Tôi cứ nghĩ rằng các anh các chị là những người khi biết được cái bong bóng nó nổi hướng nào để đưa những người khác bơi lên mặt nước. Không ngờ các anh các chị lại cắm đầu xuống cái bùn đen như thế. Đó là cái sự thất vọng của tôi đối với các anh các chị. Cái thông tin mà các anh các chị không lọc được,
Thì thử hỏi khi đất nước nó xảy ra bấn loạn và cái điều đấy là hoàn toàn xảy ra, thì các bạn, các anh, các chị giúp được ai nữa? Cái thân các anh, các chị còn chả giúp được thì giúp được mong gì, giúp được ai, giúp gì được cho vợ chồng, con cái, bạn bè, hàng xóm, láng giềng, đồng hương hay gì nữa. Đó là cái điều tôi thất vọng với các anh, các chị khi các anh, các chị không biết cái thông tin nào. Và kể cả những cái nó không gây nguy hiểm, nhưng các bạn phải biết rằng có những trang tin nó xào xáo cái tin nọ nửa nặng nửa mỡ, nửa đúng nửa sai, và các anh chị các đưa vào nó lập lè để các bạn xây vào, để các bạn gì, để nó tăng view. Và nó người hà, và những cái thằng đấy là những thằng danh con, những ông bà, ông già mọc râu như tôi, lớn hơn tuổi hơn nữa, mà để nó rắc mũi chúng ta cứ chửi rằng là bò đỏ bò kia. Xin thưa các anh, các chị cũng chỉ làm một dạng bò ở một góc độ nào đó. Cho nên tôi nói về nhân thể không phải chỉ chỉ trích về cái luật an ninh mạng, mà những cái kẻ có âm mưu đằng sau đầy thâm độc và đen tối kia để muốn quản lý cái đầu, cái suy nghĩ của chúng ta trong cái bộ máy cai trị để duy trì có cái quyền lực của chế độ này. Mà ngay chính cả chúng ta cần phải biết tiếp cận thông tin và tự nhìn vào gương xem chúng ta cái gì cần phải bỏ nó đi, những cái thói xấu bỏ nó đi. Các bạn, các anh, các chị loan tin những cái tin fake news hoặc là những cái xào xáo nó không có một cái gì lợi cả, nó gây ra hoang mang để những người mới, những người lần đầu tiên người ta, hoặc là người ta chưa có kinh nghiệm. Như tôi làm sao các anh, các anh tổ lái được tôi ạ? Nhưng không phải, có phải ai nhiều người được như tôi đâu, có nhiều người những anh chị khác đâu. Thì các anh chị phải có trách nhiệm, ngay cả cái tin mình đưa mình phải có cái trách nhiệm với cái tin của mình, để những người khác người ta nhìn vào đó. Hoặc là kể ngay cả cá nhân tôi chẳng hạn, có lúc tôi bận mà vô tình tôi lên cái mà tôi vừa chốt đặt niềm tin vào một anh A nào đó, tôi nghĩ rằng anh không bao giờ phạm phải những đó, nhưng mà anh đã đưa vào đó và tôi cực kỳ nghĩ rằng cái tin anh đấy là đúng, thì có phải là anh giết người không? Có phải chúng ta giết nhau không? Và chúng ta đừng nghĩ cho mỗi chúng ta hãy nghĩ, suy nghĩ nó cao hơn một chút, có trách nhiệm hơn một chút đối với cái việc sử dụng mạng xã hội. Đến một cái tầm nào này tôi nghĩ đòi hỏi các anh chị nó cao hơn, nó không phải là cái chuyện một vài năm trước nữa. Nó đòi hỏi các anh chị nó khôn ngoan hơn, khôn khéo hơn và có trách nhiệm hơn đối với lại cái việc truyền tải thông tin cũng như là bình luận. Họ nói có một cái ý nào đấy đúng đấy, chứ không phải là sai, không phải là không đúng đâu nha. Tôi hoàn toàn tôi đồng ý với họ ở một góc độ nào đấy, là ngay cả chính chúng ta được mở mồm, được có cơ hội tiếp xúc, được trao đổi ý kiến. Nhưng một cái gì cần, cái mà tôi cần ấy là cái thái độ các bạn đúng, đúng mực, hay là hoặc là thông tin chính xác, đúng ở góc độ thông tin chính xác, hai là nó ở mức độ đúng mực, chúng ta cần phải kiềm chế. Tôi cũng không dám nói thánh nói tướng, nhưng mà tôi nỗ lực rất nhiều, còn nếu không tôi còn bung hơn nữa, bung lụa nữa đấy. Nhưng thực sự quả thực tôi rất kiềm chế rất nhiều thứ đấy, trong cái chuyện mà bởi vì tôi cũng hiểu mọi người, chúng ta sống trong một cái xã hội nó đầy rẫy cái sự bất công, đầy rẫy cái sự ngang trái. Nó mà nó không phải là chỉ có ngày hôm nay, ngày nào nó cũng diễn ra như vậy, thì cái tâm lý của chúng ta không phải lúc nào chúng ta có thể mà kiểm soát nổi. Có những lúc chúng ta sẽ mất kiểm soát một chút, nhưng mà chúng ta không thể dễ dãi. Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng ta cố để giữ được cái gì là cái của chúng ta. Chúng ta không nên là nó một cách dễ dãi, khi bởi vì chúng ta trong đầu chúng ta nghĩ rằng chúng ta dễ dãi, chúng ta thoải mái, thì tự dưng nó cho phép chúng ta làm bất kỳ một cái gì. Và nếu cái cảm xúc thì nó theo cảm xúc thì rất là nguy hại. Cho nên là đấy, cái lời góp ý của tôi cũng như là tự bảo chính mình, chứ không phải là nói với các anh chị em nữa, là chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách nó tiết chế làm sao nó hợp lý nhất, nó hợp lý nhất và có trách nhiệm hơn. Đấy, thì xin cảm ơn mọi người. Rồi, xin rất là cảm ơn mọi người. Có lẽ tôi nghĩ cũng đi ngủ, tôi có lẽ là 10 rưỡi rồi, một tiếng đồng hồ rồi. Chứ tôi cũng cố gắng là tôi theo dõi tin tức, nhưng không phải ngày nào tôi cũng sẽ lên mạng được, livestream với mọi người được. Mà tôi sẽ xem những cái tin gì nó đáng nói nhiều hơn, hay là nó nổi bật hơn trong cái tuần đó, thì tôi sẽ cố gắng tôi ghi lại, tôi nốt nó lại ở cái mục gạch đầu dòng, để mình sẽ nên nói về cái nọ, nên nói kia. Thì tôi tập trung khi mà tiếp nhận nguồn thông tin thì tôi cũng cố gắng tập trung vào cái lấy những cái thông tin để phục vụ cho những cái ý chính đó, để có dịp thì tôi sẽ lên tôi nói chuyện với các bạn, trao đổi, ít nhất là nó bày tỏ cái suy nghĩ của tôi. Bởi vì chúng ta là con người thì mới có những suy nghĩ thôi, là con vật đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Con chó con mèo cho nó ăn no xong rồi nó ngủ thôi mà, nó buồn ỉa dậy đi ỉa thôi, khát nó uống nước, đói đòi ăn, nó đâu cần nói. Cùng lắm nó cất tiếng kêu của nó khi mà đến gọi là thời gian làm tình, động đục động cái thôi,
Còn chúng ta là con người thì chúng ta phải có cái suy nghĩ. Và khi có những suy nghĩ thì chúng ta cần phải bày tỏ, có thể đúng có thể sai. Nhưng chúng ta phải được quyền bày tỏ và chúng ta phải chiến đấu để giành cái quyền đó. Vì đó mới là con người. Còn từ bỏ đó, chúng ta chỉ là một thứ con vật không hơn, không kém. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt.